Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Hăng. Thì hôm trước mình có hướng dẫn một cái video á, hướng dẫn các bạn tạo ra một cái mã QR code. Tuy nhiên á, cái video này á, mình hướng dẫn các bạn sử dụng một cái trang web để thông qua nó chúng ta sẽ tạo ra được cái mã này. Thì nói chung là nó cũng rất là hay, tuy nhiên nó sẽ hơi tốn thời gian. Tức là chúng ta phải đăng ký tài khoản rồi chúng ta sẽ thiết lập những cái thông tin trong đó. Thế thì nó sẽ lâu. Tuy nhiên á, nó cũng có cái ưu điểm là chúng ta có thể tùy biến. Ví dụ chúng ta có thể tạo ra cái khung hay là chúng ta tạo ra những cái hình ảnh, chúng ta chèn vào giữa cái mã QR. Còn cái video ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn theo một cách khác, nó sẽ đơn giản hơn. Và chúng ta không cần phải sử dụng bất kỳ một cái dịch vụ nào của những cái trang web khác, mà chúng ta sẽ sử dụng luôn trên cái trình duyệt web là Google Chrome. Mình lấy ví dụ như bây giờ mình muốn tạo một cái mã QR cho cái kênh kiến thức này của mình. Ví dụ như cái đường link như thế này chẳng hạn. Hoặc là mình muốn các bạn sẽ đi đến cái link mà video này luôn, tức là chúng ta sẽ xem được đến ngay chỗ này. Thế thì cách đơn giản là chúng ta sẽ lít chuột phải trên trình duyệt này. Và các bạn sẽ thấy có một cái mục là tạo mã QR cho trang này. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì chúng ta có thể lấy cái hình này ha. Chúng ta đưa vào những cái bảng thiết kế hoặc là chúng ta in ra, chúng ta để một cái vị trí nào đó để giúp cho cái khán giả chúng ta đó, người ta có thể dùng cái điện thoại người ta quét mã này để người ta truy cập đến cái link này ha. Thì các bạn thấy cái phần này á, chúng ta có thể dùng cái camera của điện thoại hoặc là các bạn có thể dùng những cái app ví dụ như là Zalo. Hoặc là hiện nay á, các bạn thấy là cái phần khai báo y tế á, thì khi mà chúng ta đến những cái bệnh viện hay là những cái trung tâm thương mại chẳng hạn, thì người ta thường bắt chúng ta sẽ khai báo y tế. Thì cái việc mà chúng ta nhập một cái đường dẫn dài như thế này á sẽ rất là khó. Thế thì nếu mà chúng ta tạo ra cho họ một cái mã QR thế này, thì họ chỉ cần sử dụng một cái app nào đó để quét mã QR, ví dụ như Zalo, thì chúng ta sẽ quét luôn cái mã QR và chúng ta đi đến cái đường link này rất là nhanh. Thế thì các bạn thấy là sử dụng cái trình duyệt web Google Chrome, chúng ta sẽ làm được cái chuyện này rất là đơn giản. Hoàn toàn tương tự, ví dụ như chúng ta đến một cái link của một cái bài báo chẳng hạn, và bây giờ chúng ta muốn tạo cái mã QR cho trang web này, thì các bạn cũng vậy thôi. Lít chuột phải và bấm vào cái mục là tạo mã QR cho trang web này, thì chúng ta sẽ được cái mã này, tương ứng với đường link này. Thì đó là cái công dụng rất là hay của trình duyệt web Google Chrome. Tuy nhiên mình thử bên cái trình duyệt Cốc Cốc thì chúng ta sẽ không thấy cái mục này. Các bạn lưu ý ha. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta làm ra cái phần đó. Ví dụ chúng ta sẽ cài những cái plugin để hỗ trợ. Thì cái phần đó mình sẽ hướng dẫn sau ha. Còn ở đây là chúng ta sử dụng cái mặc định trên trình duyệt web. Và cái trình duyệt web Firefox cũng vậy. Mình cũng không thấy có cái phần này. Các bạn lưu ý nha. Chúng ta sẽ sử dụng cái trình duyệt web Google Chrome để chúng ta làm cái này rất là hay. Thì đó là một cái mẹo nhỏ hướng dẫn các bạn để có thể tạo ra cái mã QR giúp chúng ta có thể mã hóa một cái đường link thành một cái mã code QR. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận, những câu hỏi bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.